diện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp trực tuyến với 20 tỉnh thành khu vực phía Nam về tình hình bệnh tai chân miệng. Năm 2023, tình hình bệnh tai chân miệng ở khu vực phía Nam có nhiều diễn biến phức tạp. 8 tháng năm 2023 ghi nhận hơn 58.000 trường hợp, tăng hơn 23.000 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022. Ghi nhận 14 ca tử vong, tăng so với cùng kỳ là 12 trường hợp. 2022 ghi nhận 2 ca tử vong. Các ca tử vong chủ yếu là do chủng Enterovirus Diện Baxter đánh giá dịch sẽ còn diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát cao trong thời gian tới khi năm học mới bắt đầu, trẻ quay trở lại trường học. Vì thế, diện Baxter đã có buổi họp với 20 tỉnh thành khu vực phía Nam về các phương án sẵn sàng ứng phó, các việc cần triển khai thực hiện trong thời gian tới để giảm tối thiểu nguy cơ bùng dịch tại các trường học, khống chế số ca tử vong do bệnh. Trong đó chú trọng công tác phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, nhất là các trường mầm non trong quản lý giám sát ca bệnh, hướng dẫn giáo viên các biện pháp phòng bệnh cho trẻ, cách nhận biết, phát hiện ca bệnh sớm, kịp thời cách ly các trẻ bệnh phối hợp với cán bộ y tế địa phương trong việc thực hiện khử khuẩn giám sát ca bệnh để hạn chế nguồn lây cho các trẻ khác và trong cộng đồng viện baxter cũng lưu ý các đơn vị y tế các bệnh viện tuyến trung ương tuyến tỉnh thận trọng trong quá trình thăm khám tiếp nhận ca bệnh kịp thời phát hiện trẻ bệnh tay chân miệng đánh giá đúng nguy cơ dấu hiệu bệnh nặng có cách xử lý hỗ trợ kịp thời không để bệnh đe dọa tính mạng trẻ